chào mừng mọi người trở lại với phần 2 của series trà túi lọc. Và sản phẩm hôm nay sẽ là trà ô long 1T. Kiên sẽ ứng dụng trà ô long 1T này để làm trà máng cầu nhé. Bây giờ thì mọi người cùng Kiên bắt đầu video nào. Trà ô long 1T của Wow là trà được hái theo tiêu chuẩn là một búp hai lá non và là dòng trà bán lên men. Dòng trà này phù hợp với những người thích gu vị đậm đà của ô long tứ quý, hòa quyện với hương vị ngọt dịu nồng ấm của hoa 1T. Dòng trà này của Wow sẽ có thành phần là 98,5% là trà ô long và phần còn lại sẽ là hoa 1T khô. Ở video trước, Kim đã giới thiệu về công dụng cũng như tính vận hành của trà túi lọc rồi. Bạn nào chưa xem thì có thể quay lại phần 1 Kim để dưới phần mô tả để xem lại nhé. Còn bây giờ thì cùng Kim tiến hành pha chế nào. Trà ở đây Kim sẽ ủ với tỷ lệ là 1:20. Một cái trà sẽ có định lượng là 25g và Kim sẽ ủ là 500ml nước trong vòng là 12 phút. Ở đây thì các bạn có thể tăng hoặc là giảm lượng nước tùy theo độ đậm nhạt mà các bạn mong muốn. Ở đây Kim sẽ ủ hơi đậm đà một chút để có thể tăng chỉnh nước lọc. Rồi thì bây giờ Kim sẽ tiến hành là rửa một cốc trà ha. Sau 12 phút ủ trà, Kiên đã có nước cốt trà thành phẩm rồi. Bây giờ cùng Kiên tiến hành pha chế trà máng cầu nha. Đầu tiên là Kiên sẽ sử dụng là 100g máng cầu tươi, mình trâu vào sắc cơ và mình chậm nó ra. Tiếp theo sẽ là 5ml nước cốt tắc, 20 nước đường, 50ml sẽ là trà, 50ml nước cốt trà. Và 50ml nước lọc. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là khuấy đều lên, sau đó chúng ta sẽ cho đá và sắc cơ và sắc lên nha. Chúng ta sẽ rót hết thành phẩm ra ly. Vừa rồi Kiên đã hướng dẫn các bạn cách ủ trà ô long 1T để ứng dụng pha trà máng cầu rồi. Các bạn hãy thử pha chế tại nhà để có thể cảm nhận hoàn toàn hương vị của món này nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.